Mình chào toàn thể các bác đã quay trở lại với cửa âm thanh Michael Audio. Rất là vui khi gặp lại các bác trong một clip test một bộ karaoke cho anh Nguyễn Hưng ở quận 8 Hồ Chí Minh các bác nhé. Một cấu hình karaoke trị giá là 18 triệu các bác ạ, 18 triệu. Với những dòng hàng bái xịn sò ghép với những thiết bị hàng mới, đời mới nhất hiện tại bây giờ để cho ra được chất âm rất là hay. Thì với cái cấu hình này thì là ghép cho anh Nguyễn Hưng ở quận 8 Hồ Chí Minh. Anh theo dõi kênh Bên Mai của Audio cũng khá là lâu rồi, nhưng mà ưng ý nhất là với những cái dòng hàng đợt này về, cho nên là anh quyết định đặt cho mình một bộ karaoke. Thì với cái bộ karaoke này thì sẽ chơi được với những căn phòng từ 20 cho đến 35 mét vuông các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ đi chi tiết với một karaoke rất là hay như vậy. Các bác có thể cảm nhận được chất bass rất là đầm chắc, cũng như là lời và tép rất là sáng các bác nhé. Bộ này thì hát karaoke và nghe nhạc thì chuyên sâu luôn các bác ạ. Đầu tiên ở đây thì với một chiếc đẩy hàng bãi xịn của B3 các bác nhé, thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức rồi, UA1330 đó. Mỗi một kênh 8 ohm là 660W và 4 ohm là 1300W. Thì với cái cục đẩy này thì anh Hưng có thể ghép thêm với những dòng loa 30 đấy, theo cái bộ này lên. Một bộ mic đời mới không dây KM600 có tự ngắt gia tốc đầy đủ, hát rất là nhẹ, dòng này dòng của Baber các bác nhé. Nâng tiếng PX22 Plus với phiên bản mới nhất trong tháng 5 vừa rồi mới ra đó. Thứ nhất là hình thức đẹp, cái thứ hai là chất âm rất là hay khi các bác hát cũng như là nghe nhạc, cải thiện cực kỳ là tốt các bác nhé. Và trên cùng đó là chiếc vang cơ lai số A15 Plus, cũng là một cái phiên bản mới nhất, có hỗ trợ reverb hát rất là nhẹ và mượt, và hỗ trợ thêm đó là Bluetooth 5.0 đó, hiển thị tất cả các thông số ở trên màn hình bên này và chỉnh hoàn toàn bằng cơ các bác nhé. Các bác nhìn này, delay 20 này, repeat 21 này, reverb 20 đó, các bác sẽ nhìn thấy cụ thể ở trên này và các bác chỉnh rất là đơn giản. Và cuối cùng một cái siêu phẩm đôi loa hàng bãi xịn của DMX các bác nhé, ES10+ với phiên bản cao cấp nhất của dòng ES các bác nhé. Sở hữu cho mình một bass 25 và một tép kèn. Với dòng loa này thì đạt cái chất âm rất là chắc và đầm, sử dụng màng giấy các bác nhé. Và cái tép và đời rất là sáng như các bác đang cảm nhận, rất là nhẹ nhàng như vậy thôi nhưng mà tí tách rất là mượt. Nắng phai màu ngoài đầu với đôi loa DMX này thì đạt với cái mức giải là 20kHz cao cấp nhất. Như các bác đang sử dụng những chiếc lọc xì, các bác có thể gạt cái giải tép, có nghĩa là cái giải xì các bác nhé đó. Và cái giải trống nó đến 60Hz các bác nhé, đấy rất là sâu đó. Bác có yêu cầu là khi nào mà quay video thì bỏ cái căng ra, thì đây là dòng bên trước nó sẽ có một cái căng các bác nhé, căng bên hợp kim và có thêm một lớp vải và chữ DMX. Em quay rất là cụ thể với cái video 2-3 video trước rồi, các bác có thể quan tâm thêm. Đó, các bác nghe nhỏ nhẹ nhưng mà tiếng rất là tí tách, sạch, rất là mượt các bác nhé. Còn về chỉnh thì rất là đơn giản rồi, vang số chỉnh cơ thì chỉnh hoàn toàn bằng cơ, nhìn bằng số. Và tất cả ở đây thì đều bằng cơ hết. Nghe thêm một chút nữa các bác nhé để cảm nhận được tiếng rất là hay. Ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời chưa bóng chiều hẹn hò nhau tình quê hai đứa, môi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm nhắc lại thấy thương sao thật buồn. Lòng có một điều đó là khi các bác sử dụng bộ 18 triệu này, em khẳng định với các bác mua bộ 25 hay 30 triệu hàng mới
em khẳng định với các bác những đôi loa mới không bao giờ chất lượng bằng những dòng hàng ngoài. Đấy, tiếng nó sạch này, sáng này, chống sâu và chắc. Đấy, không bao giờ làm được điều đó các bác nhé. Vâng, em cũng cảm ơn anh Nguyễn Hưng rất là nhiều đã quan tâm cũng như là theo dõi kênh rất là lâu và ủng hộ bên Michael Audio. Các bác nào có đang chần chừ hay có nhu cầu với những thiết bị nhỏ lẻ có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số hotline 0977 434361 các bác nhé, hoặc là muốn ghép bộ thì cũng có thể liên hệ để bên em sẽ phối ghép trực tiếp cho. Với cấu hình này là 18 triệu thì bên em đã có bao cước và dây sắt đó, anh Hưng cũng đã đặt cọc 3 triệu rồi, còn 15 triệu thì khi nào anh sẽ nhận hàng bên vận chuyển thì anh kiểm tra cũng như là thanh toán nốt cho bên vận chuyển. Còn số tiền anh đã đặt cọc là 3 triệu. Vâng, cảm ơn anh Hưng rất là nhiều cũng như là toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác cũng như anh Hưng trong các video tiếp theo. Xin chào các bác.